Dạ em xin chào cô chú anh chị. Nghe ở trước mặt cô chú anh chị đây em có những cái chiếc bình củ tỏi của chú anh chị. Những chiếc bình củ tỏi này là hình ảnh có con công nè. Đó, có hình ảnh con công giùm em nha. Họa tiết là nó nổi, rất là nổi bật, nó sẽ xen kẽ với những cái hoa bông hoa của chú anh chị. Có những cái bông hoa màu đỏ ha. Bình củ tỏi này thì cổ nó như thế này của chú anh chị nha. Đó, hai cái dáng bình rồi nó sẽ giống nhau nhưng mà nó sẽ khác nhau một cái đặc điểm nha cô chú anh chị. Bên này là giá là 1,6 triệu nè, giá 1,6 triệu. Nó có một cái là có hình ảnh con công của chú anh chị ơi, có hình ảnh con công, nghe hàng vẽ tay giùm em, hàng vẽ tay nha cô chú anh chị. Đó rồi, bên này cao lên giùm em luôn là 48 của chú anh chị ơi, miệng là 10 ha. Rồi lên giùm em mã số 1, 1,6 triệu của chú anh chị. Chiếc bình này là 1,5 triệu nè. Bình này này thì nó họa tiết là có bông hoa và họa tiết hoa dây leo như thế này của chú anh chị nha. Đó, nó khói. Rồi bình này cao cũng là 47 giùm em ha. Cao cũng là 47 giùm em luôn, miệng là 10 của chú anh chị ơi. Miệng là 10 nha, bình này giá là 1,5 triệu mã số 2 của chú anh chị. Đây một chiếc bình củ tỏi đấy nè, có miệng, cái này cắm bông cắm hoa rất là nhiều của chú anh chị. Đây bên này có chim nè, có chim có bông của chú anh chị nha. Rồi cái này là miệng là 17 chú anh chị, miệng là 17, cao là 3, cao là 50 ha. Miệng 17 cao 50, ngang qua giùm em luôn là 33 của chú anh chị ơi. Rồi chiếc bình này lên giùm em là giá là 1,000,000 như cái quơ này. Rồi ơi 1,3 triệu cô chú anh chị, 1,3 triệu giùm em nha. Nó hàng rất là đẹp, có hình ảnh con công với sao nữa nè. Đây hình ảnh con công, hàng tất cả, nhưng mà hàng bên em là có một chuyện đàng hoàng của chú anh chị. Đây mình này có một chuyện nha. Rồi phía sau này là em có một cái hũ đựng gạo chú anh chị, cái lu đựng gạo có nắp nha. Đây cái lu đựng gạo có nắp giùm em. Hình ảnh thì nó cái này là dòng cái với cái men ngày trước làm đó cô chú anh chị, nên là cái men nó hơi nhúm nhúm nha chứ nó không có căng. Đó cái dòng này là dòng men sống giùm em. Hũ đựng gạo này là em bán chị ơn cho chú anh chị 1,5 triệu nha, đựng được là 20 lít. Mã số 4, 1,5 triệu giùm em, đựng được 20 lít gạo chú anh chị ơi. Đẹp lắm, cao là 46-47 đó cô chú anh chị. Rồi cho em mã số 4 nha, hũ đựng gạo 1,5 triệu. Đây em có một cái chiếc bình nè, full lam luôn cô chú anh chị. Chiếc bình này full lam luôn nha, phong cảnh nè, giống như là cái dòng sông Tâm gì đó cô chú anh chị. Cao lên là 60, cao 60, ngang qua giùm em luôn là 19 nha. Cái góc của nó có góc cạnh hai bên không nè, cái dáng nó rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi cho em mã số 5 nha cô chú anh chị. Bình này 2,750, bình này 2,750 nha. Phải không ta? Một cặp nó là 5,5 triệu, một cặp là 5,5 triệu của chú anh chị. Một cặp là 5,5 triệu giùm em. Rồi đây em có một cái chiếc ché nè, cái này là em có một đôi nha. Tất cả là em có một đôi hết trơn của chú anh chị ơi. Đây, rồi ché này là hình con kỳ lân của chú anh chị nha. Cao 63. Đó. Ché này là dòng cao cấp nha, đựng rượu, đựng nước ok, rất đẹp nha. Một cạnh là cái dòng này là ché tứ quý, ché lục giác cô chú anh chị, mã số 6 nha. Cái này là một cặp là 5,2 triệu, thì một cái là tầm 2,6 triệu ta. Ngang qua giùm em luôn là 26 một cờ. Ở gì? 16 một cạnh. Nhưng mà tất cả là 32, bụng ngang qua là tầm 32 của chú anh chị. Cũng là 20 lít nước, 20 lít rượu.
Rồi cho em mã số 6 chú anh chị ơi. Giá một cái là 2 triệu 6 ta, 2 triệu 6 một cặp thì là 5 triệu 2. Đó. Còn cái dòng này là cái dòng vẽ tay nữa nè. Trung quỳ phục hổ của chú anh chị. Cái bình hầu lô. Nha. Giá cổ. Đây, rất là đẹp. Có 3 tầng đó là dòng hút lọc của chú anh chị nha. Cho em mã số 7, bình này 2 triệu 6. Cao giùm em luôn là 62. 62 chú anh chị ơi, hình ảnh tất cả vẽ tay giùm em nha. Đây. Rồi, em có một cái chiếc bình này nè. Cũng rất là đẹp của chú anh chị, có hai cái tay hai bên. Đây. Bình này cao giùm em luôn là 50. Miệng là 17, cao 50, miệng 17, hình ảnh là sơn thủy nè của chú anh chị. Đó, phong cảnh ha. Giá là 1 triệu rưỡi cho một chiếc bình. 1 triệu rưỡi cho em một chiếc bình này của chú anh chị ơi. Đó, phía sau là có hình ảnh ẩn nha. Rồi cho em mã số 8, 1 triệu rưỡi của chú anh chị. Mã số 8 giùm em 1 triệu rưỡi nha. Còn đây là em có một cái bình là mã số 9 nè cô chú anh chị ơi. Mã số 9 giùm em nha. Bình này cao 55, miệng 20 nha. Sơn thủy nè. Phong cảnh, cái này em cũng có một cặp nữa. Còn một cái là 1 triệu 9 cô chú anh chị. Một cái là 1 triệu 9 giùm em ha. Quá đẹp luôn. Rồi ai thích thì gọi giùm em số hotline 0703 948 359 nha cô chú anh chị.